cơm gà thì có cơm gà xới mỡ, cơm gà chiên nước mắm rồi thôi, chứ đâu ra mà 7 món ông nội. Nhưng mà may cho ông là tôi tìm được cái quán này bán cả chục món cơm gà luôn. Nay mình cùng mua thử 7 món ai ăn xem đó là những món gì ha. Lần đầu ăn thử. Anh ơi, ở đây mình có bán mấy món cơm gà tất cả vậy anh? Anh có bán 9 tới 10 món á, nhưng mà có thực đơn bên đây nè, em có thể tham khảo thực đơn nha. Dạ dạ. Vậy anh lấy cho em 7 món ngẫu nhiên đi. Và xin giới thiệu cho mọi người hộp cơm gà 7 món của anh siêu nhân gà order của tôi ngày hôm nay. Thì cơm gà Út Minh nè mọi người, tôi thấy trên top top không còn gì quá xa lạ nữa rồi. Nhưng mà kiểu có nhiều bạn vô mua không biết đường đi á, nên là tôi sẽ để cái đoạn đường đây cho bạn nào cần hen. Bây giờ tôi sẽ lần lượt mở từng hộp này ra coi 7 món cơm gà này như thế nào. Trước hết tôi sẽ có được một cái này là cơm gà số Thái mọi người. Một hộp như vậy 35.000, thấy cầm cũng khá là nặng tay luôn. Bên trong thì ấn tượng đầu tiên tôi sẽ thấy mình có được một cái đùi. Cái đùi này tính ra nó cũng khá là to luôn nha. Sau cái đùi thì mình sẽ có dưa leo, cải chua, đồ chua rồi mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ đến với hộp cơm này là sốt mắm me mọi người. Hộp này thì cũng giống y chang hộp trước, nhưng mà có điều người ta thay cái đùi bằng cái má đùi mọi người, và có nước sốt me. Hộp thứ ba thì mình sẽ có được cơm gà chiên nước mắm, cái này thì quá là quen thuộc rồi. Sang tới hộp thứ tư thì ở đây tôi có mắm tỏi, ở quán này cũng có bán nước tắc luôn mọi người, nên là uống cái rồi mình ăn. Trước tiên thì tôi sẽ ăn sốt Thái lá chanh, người ta có cho mình lá chanh thiệt luôn mọi người, ăn vô thơm thơm. Còn cái phần cơm này mọi người, không chỉ nó nhiều thôi đâu mà nó còn chất lượng nữa, kiểu cơm không bị quá khô mọi người, ăn vô nó mềm 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 mềm, buổi trưa ăn rất là hợp. Gà này thì tôi cảm giác là gà người ta chiên mọi người, nhưng mà không hiểu người ta làm sao luôn. Cái nước sốt đó nó thấm hết từng cái ngóc ngách trong miếng gà luôn. Mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, ăn ngon, dễ sợ luôn. Tôi hàng sốt Thái xong rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển qua sốt me mọi người. Chỗ này nó có xíu mỡ mỡ mọi người, da người ta chiên giòn giòn, ăn vô nó béo mà nó không bị ngán nha, ngon. Cái vị của hàng sốt me mọi người thì cái này nó cũng chua chua ngọt ngọt, nhưng mà nó không giống như hàng sốt Thái nha. Xong sốt me thì bây giờ mình sẽ ăn hai thằng mắm tỏi với lại chiên nước mắm cùng lúc luôn mọi người. Đầu tiên là miếng chiên nước mắm. Cái này thì kiểu vị chiên nước mắm truyền thống bình thường thôi mọi người, kiểu nó mặn mặn ngọt ngọt, ăn với cơm rất là ngon. Bây giờ tới thằng mắm tỏi. Nếu công tâm mà nói thì tôi cảm giác vị hai thằng này nó cũng na ná nhau mọi người. Nhưng mà có điều á, bạn nào khoái ăn tỏi thì chọn bên đây nha. Ăn vô mùi tỏi rất là thơm luôn mọi người. Và ở cái rau hai này mọi người nhìn ba hộp cơm nó rất là đặc sắc luôn. Đầu tiên chính là cơm gà roti. Sau roti thì mình cũng đến với một cái hương vị lạ lạ nữa, đó chính là gà sốt tiêu đen. Cuối cùng hộp thứ 7 ở đây tôi sẽ có cơm gà sốt cây Hàn Quốc mọi người. Bây giờ nếu mà nói để tò mò thì chắc tôi sẽ ăn cơm gà roti trước. Cái mùi ngũ vị hương rất là thơm luôn nha. Nó có cái vị ngọt ngọt, thanh thanh, tao tao. Kiểu mà bạn nào ăn gà, cơm gà xới mỡ riết mà ngán á, mình chuyển qua cái này mình đổi gió tôi thấy cũng rất là hợp lý. Giờ tôi sẽ ăn luôn cái sốt tiêu đen. Nè mấy bạn coi bên trong cái miếng thịt mọng nước đã dễ sợ không. Cái này thì đúng thiệt là tiêu đen mọi người, ăn vô thơm mùi tiêu cực kỳ luôn. Nhưng mà tôi thấy là cái vị người ta làm hơi đậm đà quá so với tôi. Bây giờ để tôi ăn thử cái cơm gà sốt cây Hàn Quốc nó có ngon như sáu hàng nãy không ha. Bạn vừa ăn vô bạn cảm giác hương vị Hàn Quốc nó ùa về liền luôn. Nhưng mà vẫn giống như cái sốt tiêu đen, tôi cảm giác nó hơi đậm đà quá so với khẩu vị của tôi. Và nó cũng có hơi cay cay một xíu mọi người. Ăn vô tôi mới hơi nghẹn nghẹn. Rồi, vậy là xong được cái phần cơm gà 7 món của tôi ngày hôm nay mọi người. Theo tôi thấy thì gà ngon, cơm cũng chất lượng, mà người ta đầu tư rất nhiều loại sốt cho mình ăn không đỡ ngán. Nếu như bạn nào muốn ăn cơm gà giống như tôi thì có thể đến đây ăn thử nghe. Hẹn gặp mấy bạn cái video tiếp theo, bye bye.